này luộc nóng này mà thái ra xong rồi chấm muối ớt luôn các bạn ạ, chấm chéo ngon lắm. Nhưng mà thôi mình ăn cái lưỡi trước các bạn ạ. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với video chợ phiên tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại một chợ phiên rất là hay và đặc sắc các bạn ạ. Mời bạn trải nghiệm mùa Hải nhá. Let's go. Giờ mình cho nghệ vào luộc hả em? Mình bóp nghệ trước khi luộc đúng không? Rơi nóng hổi này, thơm phức luôn. Cái này mình để làm phở hết rồi em, hay là tí mình bán có bán theo cân theo lạng hay là như nào? Bán phở thái, cứ thái là bán phở thôi. Này luộc nóng này mà thái ra xong rồi chấm muối ớt luôn các bạn ạ, chấm chéo ngon lắm. Này nước chua đúng không cô nhỉ? Đây là chua để làm món gọi là tẩu chúa. Bên này gọi là tẩu chúa, còn bên mình gọi là ốc đậu nhé. Cho cái rau vào món tẩu chúa các bạn ạ, ốc đậu ấy. Nhiều người cứ hỏi là anh ơi ốc đậu làm bằng cái gì? Thực ra là ốc đậu này là cái đậu xanh xay lên mà giống như kiểu làm đậu ấy, nhưng mà người ta không ép nó hôm nay thế để các bạn dễ hiểu. Nhưng mà cho thêm rau vào để ăn cho nó đỡ cho nó sốt ruột, đỡ sốt ruột đấy các bạn ạ. À cái này là chị lọc gà làm phở đúng không? Ừ. Đây còn có cả cái thịt ở chị? Vâng. Nó chưa chín hết đúng không? Chín hết rồi. Mỗi một phiên này mình bán nhiều thịt không chị? Một yến. Ui, yến thịt cơ. Thì tỏ là nhiều vậy nhỉ? Đầu lợn chưa được. À, cả cái đầu à? Ừ, sỏ lợn. Sỏ nhỉ? Sỏ. Đấy, mình lọc cho mình bán phở hay là bán tí, bán cả cái? Bán phở đây. Nóng ẩm ngon, nóng ẩm ngon. Úi, sỏ. Bộ áo của đây thì bán bao tiền một bộ chứ? 15.000 thôi. À thế ạ. Nhưng mà nó ấy hết rồi. Tám hết rồi. Nó lấy hết rồi. Đây, cả cái sọ. Đây là kèm vào lưới. Vâng. Ôi, cái sọ này còn nhiều thịt mà. Vâng.
nhiều thế. Chín đỏ ở đây bán tốt nhỉ? Nhiều người ăn, nhiều người bán, nhiều người ăn. Vâng. Ở đây họ gà cho cái bột nghệ đúng không chị nhỉ? Nên là nhìn nó vàng ngon. Cái này là thịt gà băm ra đúng không chị? Vâng, thịt gà băm ra. Để làm phở đấy à? Vâng, làm phở anh. À đây là nồi, đây là nồi nước dùng các bạn nhé. Còn ở đây chị vì ở đây chắc là đông khách quá đúng không chị nhỉ? Này tí sợ kiểu quá tải nên các chị ấy làm trước ở đây. Khách đến phát là chỉ được chan canh vào thôi. Chung là cũng rất là hay. Còn phía bên này là cái nồi nồi thắng cố các bạn ạ. Này thắng cố bò hay là trâu ở chứ? Ngựa. À bò. Ừ, rồi. Ấy, thắng cố này rất nhìn sơ sơ thấy rất nhiều cái loại gia vị là cái đấy là lá thắng cố đúng không chị? Vâng. Còn hấp dẫn. Mình bán theo bát hay bán như nào chị? Múc bát phở. À múc bát phở à? À múc bát phở. Ai yêu cầu ăn thì làm. Vâng vâng vâng. Em ơi, phở đây là bán bao tiền mát đấy? Bán 15-20. 15-20 à? Có cả thịt ra 15 á? À, thế bán hợp lý nhỉ? Anh cảm ơn. Cái thịt là mặt lợn với lại là cái thủ lợn các bạn ạ. Mà chưa sôi. Này tí nữa chắc là phải làm một cái đấy các bạn ạ. Để chờ nó chín đã. Cũng cái lưỡi à. Ấy. Mình đang nuốt nước bọt ở ngực rồi các bạn ạ. Mình có một cái tính rất là xấu nhá. Cứ thấy cái đồ ăn ngon là bắt đầu cuống cả lên. Nhìn hấp dẫn gì nhỉ? Nhìn ngon nhỉ? À. Mình béo mà chứ. Đứng đây ngửi cũng được các bạn ạ. Bên này là cái sọ gì đây? Cũng thủ lợn luôn à? Có phải lợn đen không? Lợn lợn đen mi mà. À, khó luôn. Cái lưỡi đấy các bạn nhìn thấy chưa? Chợ trên vùng cao này cái lưỡi này còn chưa cạo này. Tí nữa nào ăn thì mới cạo lại. Thơm lắm các bạn ạ. Xử lý luôn à anh? Cạo luôn à? Vâng. Bóc xương. Bóc xương đúng không ạ? Nóng á. Cái này mình cũng bán theo cân luôn hả anh? Dạ. Cái này bán theo cân là cái xương này này. Cái này bóc xương ra là bán thịt là bán theo cân. Bao tiền một cân? Cân 200 nghìn. 200 nghìn nha. Thì sơn trên dưới họ bán 200 nữa nên là
Không, nhưng mà mình thấy là rẻ mà. 200 là rẻ các bạn ạ. Khi các bạn xem kênh của Hải các bạn biết rồi. Không bao giờ có cái giá 2 lít đâu. Ở bên mình ấy 300 cân đấy. Đấy, đây có khách đến ăn rồi các bạn ạ, sớm này. Nếu mà nhiều người ăn sớm cũng giống Hải đúng không ạ? Ăn sớm thì mới ngon các bạn ạ. Cái lưỡi kia tí có cạo ra không? Có. À. Bởi vì là lúc chưa chín thì cái này không cạo được. À, chưa chín thì không cạo được đúng không? Thì ở dưới xuôi mình chỉ cần hơi trần qua nó lăn lăn tăn tí là nó được ngay. Đấy, bây giờ anh ấy bắt đầu tiến hành lọc ra các bạn nhé. Nó hơi nóng một chút nhưng mà lọc cái tầm này nó mới dễ lọc này, nó cũng dễ lọc hơn. Đấy, nhiều anh chị cứ hay bình luận bảo Hải ơi sao không bảo bà con là đeo cái găng tay vào, mà đeo cái gì găng tay cái gì? Tay là nó vướng. Găng tay vướng với này ở trên này ấy, là người ta bảo là ở đâu đâu đấy. Nhìn như này thì găng tay hay chả găng tay thì cũng phải làm miếng. Ấy ô đấy, không? Cái đấy là óc phải không chị? Vâng. Để tí bao tiền bộ óc đấy? 20.000. Ờ, tí để em bộ nhá. Để em tất cái bộ óc rồi luôn nhá. Vâng. Mấy bộ? Bên này có mấy bộ? Ờ. Bên này 3 bộ, hai tí nữa cho vào đi, cho chín đi nữa để tí ăn. Nhìn là hơi hốt tí thôi mà ăn ngon lắm các bạn ạ. Đó, làm xong rồi bắt đầu cho sang bên này. Để chuẩn bị khách đến hơn là cái này chín nhanh. Chín. Mà em thấy nó hơi đỏ đỏ này. Cái này trần qua được. Đấy, em này cũng đọc luôn này. Này, nhà em bán phở lâu chưa hả em? Bán lâu rồi. Được bao nhiêu năm rồi? Hả? Mấy chục năm rồi, từ đời bà rồi ấy. Từ đời bà rồi à? Bán lâu rồi. À. Thế là bán phở ở chợ này là gia truyền rồi các bạn ạ. Chuyện đời nọ đời kia rồi. Đấy. Để cái lưỡi này bây giờ cạo. Chín rồi nhỉ, vẫn hơi đỏ đỏ. Đây em này, em lại còn hai cái lưỡi liền. Là mình quay này là mình biết cách rồi các bạn ạ. Lần sau làm thì làm này là rất là đơn giản này, đó. Chỉ có vài đường cơ bản thôi mà. Mượn dao luôn. Đó, tách cái thịt ra. Anh chú một xí cho nhau nhé. Ấy. Đã xong. À, vẫn chưa các bạn ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cũng là truyền từ đời bà sang khác nhỉ, lọc siêu. Chung là khi sau khi lọc xong bạn nào vẫn phải cắt phát ở giữa, không cho để ấy lại trần lại. Cái này chín rồi à? Anh dừng tí hàng bóc nhá. Bây giờ anh cho em cái này đi vì em thèm không chịu nữa rồi. Làm gì? Đấy, cho em một lưỡi đi. Lưỡi. Ừ. Hết cả cái này nhá, hay là muối lưỡi này nhá? Một bên nhá. Một bên đi. Nhiều chúng ta sẽ ăn không hết. Đấy. Đã bao lâu rồi các bạn chưa nhìn thấy cái cân này các bạn? Cái cân này từ đời ông bà rồi, bây giờ nó mòn hết. Từ đời ông bà. Sáu lạng rưỡi. Sáu lạng rưỡi à? Được được. Cắt làm 4 miếng thôi. Ăn này à? Ờ. Cần chém chưa? Ờ, cầm chén thôi. Chưa thái nhỏ ra ăn không hết ở đâu. Đấy, nhiều. Nhà nhá. Rồi ok, quá tuyệt vời. Cho bát nước chấm luôn nhá. Đây cứ hai người thì mỗi người hai miếng. Mỗi người hai miếng đúng không? Áo này là bao tiền một chiếc nhà em nhỉ? Một bộ 20 ạ. 20 nghìn à? Cho anh một chút nước đúng không? Rồi rồi rồi, chị bảo là ăn của người Mông thì phải ngồi ghế của người Mông con ạ. Vì thực ra là mình nhìn thấy cái bàn ghế mình hơi hốt đấy. Nhìn nó kiểu còn là nó kiểu mốc mốc này nữa. Mặc áo thì tao cũng được. Rồi để góc cái đi. Nhìn như này sao mà cướp được giờ. Chiến. Chống. Tí nữa mình sẽ ăn nhiều món khác các bạn ạ, nhưng mà bây giờ mình phải chống vật cái lưỡi này đã. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đây là cái 6 lạng lưỡi các bạn ạ. 6 lạng thì 62, 12, 120 nghìn. Nhưng mà trên mình chỗ này bán 580 nghìn đấy. Còn đây là cái ốc. Được không? Ốc này ngon lắm này. Rồi mời các bác nhá. Đây các bạn này. Nhìn ngon chưa? Nhưng mà thôi mình ăn cái lưỡi trước các bạn ạ. Cái lưỡi này người ta cạo rồi mà, nhưng mà cạo rồi nhưng mà nó cũng chưa được sạch lắm. Ở đây nước chấm cũng muối ớt và cho chút hành thôi. Cái này cũng ngon rồi. Đây là hàng chuẩn đấy. Ăn đi, ăn đi. Ngon. Rồi. Nhà đâu anh? Nhà ở Cát Linh. À ha. Thịt lợn đây ngon đấy. Chú này cứ cầm tay ăn thôi nhá. Ăn lên này ấy, nó mới phê. Chưa. Ê, cho tao đâu rồi? À, ôi, xin cho. Mời em nhá. Đi chợ buôn bán à? Đi chợ buôn bán à?
Giòn nhỉ? Ngon đấy. Ngọt lắm. Đỡ đen nó ngấy ấy, ngây ngậy ấy. Ôi, cảm ơn. Hai bộ này anh. À, lấy hết luôn, lấy hết luôn. Nhưng mà cái này em xin lỗi, cái này em lên. Mình thấy ốc ngon quá, mình mua 5 bộ ấy. 5 bộ nhưng mà không mua. Nhưng mà... Ui, một mình mày ăn hết cả cái bát mèn nhán áo đậu đấy à? Ôi, thằng ăn khỏe nhờ. Anh này mày cho ăn thì em phải ăn hết. Anh đợi một tí nha. Đây, một mình nhỏ này, chơi hết cái bát này luôn nha. Đây là bát áo đậu này. Còn đây là mèn mén này. À, đây là mèn mén này. À, cả nhà thấy căng không? Tôi ăn khỏe thật đấy nhờ. Là một chút cái thịt má này các bạn ạ. Đây, rồi. Mình làm hai cù thôi, phần hai cù lại cho bạn cameraman. Nó có xương à? Ngon thật đấy. À, chào anh nhá. Hai vợ chồng nghe nào. À, khác à? Đây, đây, đây đi. Anh không ăn áo đậu bèn bén à? Đây, em mời anh miếng nha. Ăn đi. Đây, mời mỗi anh em miếng. Gọi nhiều quá. Và chào chị nha. Đây, chị ngồi sang bên này với em. Ngồi sang bên này. Càng ngày bắt đầu mọi người đến ăn càng đông rồi các bạn ạ. Nhưng mà hình như mọi người ở đây toàn ăn ốc đậu với mèn mén thôi các bạn ạ. Hả? Mèn mén đậu chuối ngon ạ. À? Chị ơi. Hãy nốt cho em cái nửa cái lưỡi kia còn lại ở đây để em mời mấy anh em mấy người miếng. Sâu lại nhá. Ừ. Sâu lại. À. Thái nhỏ nhá. Mình ăn em. Mình thấy nó to nhưng mà có các chị ở đây mời cái gì mỗi người miếng nhưng mà thấy nó bé nhá. Chị dễ ăn, anh em mình ăn miếng to được, đúng không? Em cho thìa to à? Ê, ở đây thì người ta dùng con thìa này lắm mà. Áo này phải cho một chút cái muối mì vào các bạn ạ, bởi vì áo mà người ta cho không cho gì đâu. Mời mời các bạn nha. Thôi em cảm ơn. Cái đũa này đũa sạch nhá. Chưa em mà. Mời chị chút nha. Cho vào đây, vào đây. Vào đây nha. À, chúc chị ngon miệng nha. Chú ơi, cho mời chú lấy miếng thịt nha. Đây là toàn thịt mới đấy nha. Chị ơi, chị đưa đây, lên đây bắt đây nha. Chú này ăn chưa? Chú này đây, đây, mời chú luôn nha. Đây, cảm ơn bà ạ. Chú có bảo cảm ơn cháu bà ạ. Vâng, ngon ạ. Còn cái miếng này mình sẽ phần cho bạn là cameraman các bạn nhé. Bây giờ mình để lại chiến của ốc mới được. Cameraman ăn ốc rồi.
ba bộ men một hồi tao ăn hai. Thế nên ăn kiêng luôn ạ. Ngon. Ăn vào đây chị em vừa cho vào ấy, chị đã luộc chín tới là ăn rất là ngon luôn. Ăn này không biết ăn bao nhiêu bộ dây thần kinh này. Một tiếng hấp 38. Chị đi chợ bán gì đây? Đi chơi nè. Ngon quá. Ngon lắm. Ngon. Không, hẳn miếng to này, mới phê. Mà xương. Rồi, bắt đầu đông khách đây nhờ. Mua đây anh ơi. Dân thì họ chỉ thích ăn cái này thôi. Có nghĩa là dân thì thích vào quán người Mông ăn các bạn ạ. Mình cũng thế. Vì trong những cái quán mà sắp xếp nhỏ nhỏ này ở góc chợ ấy, thì thường thường là cái đấy là ẩm thực của người Mông, thường thường họ sẽ biết cái chọn cái lợn rất là ngon. Nên là ăn rất là yên tâm các bạn ạ. Nước dùng ở đây rất là ngọt luôn. Cái nước ấy, cái nước dùng ngọt lắm. Như bạn thấy đây luộc mười mấy cái thủ với cả chân giò với là cái mặt của lợn này làm sao mà không ngọt. Ôi, tí nhá. Nó rồi đấy. Thôi, bây giờ đi quay chia sẻ với các bạn nhá. Thanh niên này ăn khỏe nhỉ, sắp hết rồi đấy. Tôi bắt mèn mén rồi đấy. À, tốt nhờ. Vâng. Bắt đầu chợ đông nhộn nhịp rồi các bạn ạ. Đây có hai cô chú này ăn, nhưng mà cô chú có một mắt canh tiết rồi các bạn ạ. Đấy các bạn ạ, đây là món canh tiết này. Sau khi thịt luộc xong ấy, thì mọi người đổ tiết vào. Bây giờ là kế tiếp là đổ giá vào để trần đậu. Đây là bát canh gọi là thập cẩm các bạn nhá. Đấy, thắng cố thì bây giờ cũng sôi rồi. Ngon nữa mà này. Đấy, ngon nhờ. Hấp dẫn thật đấy. Này. Sách ngon đấy. Vâng, ngon đấy. Sách ngon. Anh này đang thử xem là thịt là kiểu có ngon không á. Đây là pha thử muối mì các bạn. Đây là khu vực bán rượu các bạn nha. Ủa, em gái này Nga to thế. Trên này rất là nổi tiếng với các loại rượu ngô các bạn ạ. Thị trường rượu vẻ rất là tấp nập luôn. Chị này vừa bán rượu mà chị còn xe cái vải lanh. Cái này là vải lanh gì à? Cá này lanh luôn. À thế à. Khu này là bán cái gùi. Gùi các bạn nhé.
Kiểu mình cảm giác như ở đây các bạn ạ, một tuần họ họp một phiên ấy, đâm ra là rất là đông luôn. Đây, ai cũng mua bán rất là nhộn nhịp. Rảnh tay cái nào bắt đầu xe sợi ngay để đấy. Thấy bạn này có cái mũ nồi đẹp quá. Đây là bán điếu cày này. Gùi rất là nhiều luôn nhá. Một dãy chuyên bán gùi các bạn ạ. Kiểu như ở trên này ai người ta cũng biết đan đấy. Cái này to nhá. Cái này bao tiền em? 250 à? À, cái to 250, cái nhỏ chắc là 200 à? 230. À cái nhỏ 230 các bạn. Một mảnh vỡ này. Ô, một dãy luôn này. Và các cô, các bà bán rượu này. Nhiều rượu đấy. Trên này rượu thì... Tại sao mà ở trên này kiểu sau khi cứ tan chợ phiên mọi người cứ nằm luôn ở chợ đấy, các bạn biết lý do rồi. Ở đây bán hầu như cái chợ này đa số là bán rượu xong rồi. Đấy, anh này đã mua được dê rồi này. Đấy. Ấy ồ. Hai cô với chị này đã mua được con lợn này, nhìn con lợn này như ở bộ hài cốt này các bạn ạ. Hai người đang xách nữa này. Đây là còn một bác này chó với lại là gà này. Đây chắc mọi người đang mang vào cái chỗ chợ gia súc ấy. Cô ơi, đây phải củ ấu tẩu không cô nhỉ? À thế ạ. Đấy các bạn ạ, ở trên này họ hay trồng cái củ ấu tẩu này. Củ này hay gọi là củ thuốc độc đấy, biết làm thì ăn bổ đấy, như mình nói đấy, không biết làm ăn ăn nếu mà không biết làm ăn chết đấy cô nhỉ? Con đinh thì dư là cũng chết mà. À đinh thì dư không chết, nghe nguy hiểm quá các bạn ạ. Hải thấy các bạn vào khu chợ bán các loại gia súc gia cầm nhá. À, các bạn ạ, dê. Anh em con này trăm mấy một cân đấy, hay là bán tù mù á? Tôi mua đấy à? À thế là nhân lên đúng không? Đoán cân nặng à? Căng nhỉ. Ở bên kia bên mình các bạn nào bán 130.000 một cân này, còn bên này thì cứ bán tù mù thôi. Xin chào nhá. Đã, mời anh em đây xem nào. Ô, hàn dê còn hút nhau kìa. Con này mua bao tiền đây? Chập lá. Hả? Chập lá. Chập lá hả? Ông nói tiếng Mông sao tôi hiểu được. Một triệu à? Chơi tiếng thế thì làm sao mà hiểu được. Đây rồi. Đó, thế là ai cứ lựa chọn cho mình được chú lợn nào ngon ngon là. Ở đây lợn là bán theo con à hay là theo cân? Đó. Ở đây bán theo con à hay theo cân? Bán theo con không mà. À tu mua à? Bán quạ các bạn ạ. À, nó gọi là bán quạ. Tao có chín đỏ tao thế. Em đang mặc cả giá con lợn này. Lợn con nhiều. Cậu sao nào? Cậu chưa được chó nào. Đây là mình đang ở phía ngoài cổng chợ Châu Bò các bạn nhé. Con lợn này khủng chưa? Con này phải tạ 6 tạ 7 đấy anh nhỉ? Bao nhiêu cân con này anh? Hả? Con này á? Ờ. Cân nặng nhưng mà
Này khủng đấy nhá. Thì cái này chắc là bì dày lắm kìa. Phía bên trong này là con này nghe chừng có vẻ mỡ này. Chỗ bán chó mèo các bạn nhé. Con tối cấu nhìn con bao xôi giá ra nha đây họ bán măng nứa các bạn nhé. Chỗ này là bán măng chua với lại là các loại măng muối này, kiêm luôn cả bán mèo này. Ở đây là các chị người giao bán các bạn ạ. Măng này bao tiền một mớ này? 5.000 à? Ôi rẻ nhỉ. Xin chào nha. Bán chổi chít à? Chổi dơm. Nhìn thế này mà kêu là chít chịu. Dơm quá ạ. Đây là các người đẹp đang bán, cũng bán măng. Cái này lắm măng thế nhỉ? À, khu bên này bán bán cái này là bán cái gì đấy hả à, anh? Cái này là cái gì đấy? Không biết. Cái này là đi dệt lanh à? À. Đấy, cái này là để đi dệt lanh đấy, dệt vải đấy. Đây là cô này khô đấy. Bán cái này. Xúa này. Chi xúa. Chi xúa, chỉ quay phim thôi, chi xúa là nghĩa là không mua ấy. Anh là anh mua con bọ xít rồi. Nó đâm tẹp ở đây này. Ở trên này hay mà mua cái đấy nhỉ? Vâng. Làm thuốc đúng không? Không biết nó làm gì. Trung Quốc nó làm gì nó mua về Trung Quốc ạ. Đây là kiểu đúng gà của bà con xịn luôn đấy. Mỗi người chỉ có một con thôi. Cầm ra chợ bán. Sợ xem nó có béo không ạ? Không béo mà. Gầy đúng không? Ừ, gà bé. Đấy các bạn ạ, bây giờ là cũng bắt đầu tan tầm rồi đấy. Đây mọi người cũng mua hàng bắt đầu đi về rồi này. Đó, mèo thì cũng mua được rồi, chảo thì cũng mua được rồi. Đây là tác phẩm đỗ xe ở trong chợ phiên của anh lái xe đây các bạn ạ. Mình đã bảo thôi, đỗ này đỗ ven đường thôi, bây giờ đỗ này lối ra không có luôn rồi. Ký luôn. Ok các bạn ơi, sau đây Hải cũng xin phép kết thúc video tới đây các bạn nhé. Hẹn các bạn vào những video kế tiếp nhá. Nếu mà thấy thích thì hãy subscribe và chia sẻ video giúp Hải nha. Bye bye.